Đúng mùng 10 tháng 3 âm lịch, năm con giáp được thần tài thả trúng ngũ vàng, tài lộc tột đỉnh, giàu có bất ngờ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À, kính thưa quý vị, nói chung ấy, ai cũng mong muốn biết trước được cái số phận của mình ở trong cái cuộc đời này để chúng ta có thể tự tính toán từng cái đường đi nước bước, từ đó sẽ mang lại cái phúc khí và cái tài lộc cho cho chính chúng ta và các chuyên gia tử vi học cũng có nói ai cũng có cái số phận riêng nếu biết trước được cái số mệnh của mình ấy thì chúng ta sẽ có thể có những cái chiến lược sống phù hợp hơn với chính mình đương theo cái thời vận mà đi người xưa lại có câu tiểu phú thì do nhân mà đại phú thì thì do thiên à, số phận con người giàu nghèo sinh ra thì đã đều được định sẵn à, có người sinh ra đã ở trong một cái gia đình giàu sang phú quý đầy đủ cái điều kiện nhưng lại có những người tránh ngược lại phải gì trải qua cái tuổi thơ vất vả thiếu thốn đủ đường à, thưa quý vị cái nghị lực cũng là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng để cải thiện cái vận mệnh của chúng ta à, nhưng mà thực ra ấy, trong phạm vi một kiếp thì chúng ta cũng chỉ có thể là cải thiện ở một cái mức độ nhất định mà thôi à, theo luận giải mới nhất của các chuyên gia tử vi học thì cũng có tiết lộ trong số 12 con giáp thì có 5 con giáp cực kỳ may mắn đúng vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch ngày nhâm tý tới đây ý, tức là ngày ngày dỗ tổ hùng vương ấy, thì chính là cái thời khắc mà quý vị sẽ đón nhận những cái đại phú đại quý từ thiên thời địa lợi nó mang lại quyết định nghèo hèn hay là giàu sang một kiếp chỉ cần biết trước được ba điều này là mọi đau khổ trong quá khứ sẽ lập tức là được hóa giải không chỉ vậy những con giáp này còn được thần tài cưng chiều à, túi tiền thì dùng dính vàng bạc thì đeo gãy cổ chính thức phát tài rực rỡ giàu sang sung trướng đến cuối cuộc đời vậy thì cái vận trình của năm con giáp này sẽ ra sao trong ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch ngày Dỗ Tổ Hùng Vương? À, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng luận giải cùng tử thông trong chương trình ngày hôm nay. À, quý vị thân mến, chúng ta biết cái ngày Dỗ Tổ Hùng Vương ngày mùng 10 tháng 3 thì nó sẽ rơi vào ngày vào ngày nhâm tý, nó rơi vào khoảng ngày 18 tháng 4 à, dương lịch. Đó, thì để xét về cái vấn giáp dễ có vận may trúng số thì chúng ta cũng xét về cái mối quan hệ thiên can địa chi âm dương ngũ hành kèm theo đó là cái lộc mã quý nhân và cái vận thiên tài đúng không? Vậy thì chúng ta biết ấy, cái vận thiên tài thì nó tính theo thiên can đúng không ạ? tức là chúng ta sẽ có hai cái này, một cái là thiên tài, thiên tài và cái thứ hai là cái lộc tồn, lộc tồn. Ở thiên tài thì là những cái may mắn trời ban đấy. À, cái thiên tài nó đến với chúng ta một cách là chúng ta không thể kiểm soát được. đấy tức là gì? nó là những cái cơ hội mà trúng số đời đời là những cơ hội mà ra đường thì nhặt được tiền là những cái cơ hội mà được sang tên cho những cái tài sản cách xù bạc tí đó thì đó chính là cái vận thiên tài thì ngoài ra nó cũng là những cái khoản tiền bo tiền hoa hồng và cái thiên tài nó đến với chúng ta một cách bất ngờ mà chúng ta không thể nào tính toán trước được chỉ biết là gì nó đến thì tiền rất nhiều đâm ra đôi khi chúng ta cảm thấy khó khăn bế tắc nhất những lúc chúng ta cảm thấy khó khăn bế tắc nhất thì bỗng nhiên gì có những người giang tay ra giúp đỡ có những cái khoản tiền nó từ trên trời nó rơi xuống nó khiến chúng ta gì bỗng dưng đổi đời sau một đêm đó thì đó là cái vận thiên tài à, cái vận thiên tài thì chúng ta sẽ tính theo cái cái thiên can đó cái thiên can cái thiên can của của ngày chúng ta biết ngày mùng 10 tháng 3 nó là ngày nhâm tí thì có thiên can là nhâm nhâm thuộc thủy à, nhâm thủy thì bị gì bị mậu thổ nó khác mậu thổ nó khác nhâm thủy thì là gì thì là vận thiên tài đúng không? như vậy là gì những con giáp may mắn đầu tiên dễ có cơ hội trúng số đời đời đúng đó chính là những người có thiên can mậu mậu thổ đúng không ạ khắc nhâm thủy thổ khắc thủy là tài tinh đúng không ạ tức là những người có đuôi năm sinh là số 8 ấy vậy nên những cái người mà có đuôi năm sinh là số 8 thì trong ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch ngày giữa tổ hùng vương rất dễ có cơ hội là trúng số đời đời hoặc là gặp được những cái may mắn trời ban tiền bạc thì khá là dùng dính đó một số người còn có cơ hội mà gì? Có được cái cơ hội là trúng số đời đời nữa. Vậy thì chúng ta cùng xét xem những người có thiên can mậu là những người tuổi nào nhé. À thưa quý vị, những người có thiên can mậu là những người có đuôi năm sinh số 8, bao gồm tuổi sau. Thứ nhất là tuổi mậu tý đúng không ạ? Mậu tý là 1948, 1948. Có ngũ hành thuộc hỏa. Hoặc là mậu tí 2008 ấy. Tuổi thứ hai là tuổi mậu tuất 1958. Ngũ hành thuộc mộc, bình địa mộc đúng không ạ? Tiếp theo là mậu thân là 1968. 1968 mậu thân có ngũ hành thuộc thổ. Tiếp đến là mậu ngọ là 1978. Có ngũ hành thuộc hỏa. Tiếp theo là mẫu thìn 1988. Cũng ngũ thuộc mộc. Và cuối cùng là mậu dần 1998 có thuộc thổ đó đó là những con giáp gặp cái vận thiên tài trong ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch ngày nhâm tý vậy thì trong những cái con giáp này thì tuổi nào sẽ là tuổi may mắn nhất đúng không? tuổi nào dễ có cơ hội chúng số đời nhất thì chúng ta lại dựa vào cái cái ngũ hành nạp âm ngũ hành nạp âm của ngày để chúng ta xét thì chúng ta biết cái ngày nhâm tý ngũ hành thuộc mộc đúng không tăng đố mộc mộc thì nó sẽ sinh hỏa vậy nên những người bệnh hỏa sẽ là con giáp may mắn đầu tiên tiếp theo là những người mệnh mộc là con giáp thứ hai và những người mệnh kim kim khắc mộc là tài tinh nó là con giáp may mắn thứ ba đó vậy thì trong cái ngày hôm nay ấy, thì những con giáp mệnh hỏa sẽ là những người mà gặp may mắn đầu tiên dễ được có cơ hội trúng số đổi đời đúng không ạ thì bình hỏa bao gồm những có tuổi mậu tý là một hay là mậu ngọ là một thì những người tuổi mậu tý may mắn hơn nó xếp vị trí số 1 mậu ngọ xếp vị trí số 2 những người tuổi mậu tý thì được cục diện là gì à, tỷ hòa với lại ngày đâm ra là gì được ngày nó sinh cho. Vì vậy mà những người tuổi Mậu Tý cũng sẽ gặp được nhiều may mắn. Còn những người tuổi Mậu Ngọ 1978 ấy thì mặc dù là vẫn được 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 thiên tài là chiếu mệnh. Nhưng mà trong ngày hôm nay thì lại bị gì? Ngọ và tí là tương xung. Cái cục diện xung khắc nó cũng sẽ làm giảm đi phần nào cái may mắn đối với những người tuổi Ngọ. À, trong ngày hôm nay những người tuổi Ngọ sẽ gặp những cái trắc trở những cái khó khăn, đôi khi lại bị tiểu nhân ám hại, quấy phá mà gì khiến cho chúng ta phải đau đầu nhức óc mà không nghĩ ra, không nghĩ ra và quên mất đi cái vận may nó đến với mình vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ giúp cho quý vận trình của những người tuổi ngọ được hanh thông hơn ấy thì quý vị hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được quý nhân tương trợ giúp đỡ giúp gia tăng cái may mắn và tài lộc hóa giải những xung sát thị phi hóa giải cái hạn tiểu nhân ám hại từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi tiền bạc tài lộc nó cũng sẽ ùn ùn kéo đến Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ đúng không ạ? Đó là con giáp may mắn thứ hai. Thì bên cạnh đó với những người tuổi tí thì quý vị cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tăng hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh của thân. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người thứ hai là những người mệnh mộc. Mệnh mộc thì chúng ta có tuổi 1958 là mậu tuất và 1988 là mộ thìn. Thì những người tuổi mậu thìn sẽ may mắn hơn những người tuổi mậu tuất nó xếp vị trí số 3. Mậu tuất sẽ xếp vị trí số số 4. Những người tuổi mậu thìn thì trong cái ngày nhâm tý này được cục diện là thân tý thìn là cục diện tam hợp. Vậy nên trong cái ngày hôm nay thì những người tuổi mậu thìn cũng sẽ được tỷ hòa với ngày lại được gì? Tam hợp, quý nhân, che chở nó giúp đỡ. Vì thế mà cái vận trình nó cũng sẽ gặp nhiều cái may mắn và thuận lợi hơn. À, quý nhân cũng sẽ mang lại nhiều cái cơ hội kiếm tiền nhiều cơ hội làm giàu hơn với những người tuổi thìn vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi thìn hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để được trợ mệnh hộ thân quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho mình nhé à, bên cạnh đó những người tuổi tốt trong ngày hôm nay ấy, thì cũng được gì thiên tài là chiếu mệnh và cũng sẽ mang lại được cái may mắn cho mình, đặc biệt là những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam mộc quý nhân, dần ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo, chúng ta còn xét về những người mệnh kim thì không có đâu ạ. Như vậy chúng ta còn những người mệnh thổ, mệnh thổ thì sẽ bị mộc nó khắc Mặc dù vẫn có may mắn nhưng mà cũng không không được tuyệt đối. Và mệnh thổ chúng ta có tuổi 1968 là mộ thân và 1998 là mộ dần thì những người tuổi mậu thân sẽ may mắn hơn nó xếp vị trí số 5 mậu dần sẽ đứng ở vị trí số 6 à thưa quý vị như vậy là gì những người tuổi mậu thân sẽ may mắn hơn do được cục diện là thân tí thìn là tam hợp cái cục diện tam hợp này nó cũng sẽ mang lại nhiều cái thuận lợi may mắn cho những người tuổi mậu thân sinh năm 1968 vậy nên để được quý nhân tương trợ giúp đỡ mang lại cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi mậu thân cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh mậu thân Bên cạnh đó những người tuổi dần thì hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được quý nhân tương trợ giúp đỡ giúp gia tăng thêm cái vận may về tiền bạc tài lộc cho mình đó đó là con giáp mệnh quan thứ sáu đó à, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp dễ được thần tài chiếu mệnh mang lại cái may mắn tài lộc dễ có cơ hội trúng số đời đời trong cái ngày hôm nay và trong ngày hôm nay ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch ngày dỗ tổ Hùng Vương thì chúng ta sẽ có 6 con giáp dễ được thần tài chiếu mệnh và dễ có cơ hội là trúng số đời đời. Đó là những con giáp sau. À, thứ nhất là những người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Đấy. Thứ hai là tuổi 1978 Mậu Ngọ. Thứ ba 1988 là Mậu Thìn. Thứ tư 1958 Mậu Tuất. Thứ năm 1968 Mậu Thân và thứ sáu là 1998 là tuổi Mậu Dần. À, một lần nữa xin được chúc mừng tất cả 6 con giáp có tên trong chương trình ngày hôm nay. À, quý vị sẽ dễ có cơ hội giàu sang phú quý và đạt được nhiều thành tích tốt trong cái ngày hôm nay. Đó là cái vận đầu tiên là cái vận thiên tài. À, tiếp theo chúng ta xét cái vận thứ hai đó là gì? Cái tài lộc, cái thiên lộc tức là cái gì? Cái sao lộc tồn đấy. Sao lộc tồn hay còn gọi là gì? Là cái thần tài vị đấy. Thì cái thần tài nó tính theo tính theo ngày nhá, địa chia ngày thì trong cái ngày ngày mùng 10 tháng 3 này cái nhâm tý tí, tí, địa chi tý tý là lộc của những người có thiên can là quý nhé là lọc của những người thiên can là quý lộc của những người có thiên can là quý thì những người có thiên can là quý sẽ được lộc trong ngày hôm nay cái lọc tồn nó là cái lộc trời ban là cái tức lộc phú ban là những cái vận may về tài lộc à, trong thời gian này những người mà buôn bán kinh doanh những người mà làm nghề tự do ấy thì cũng sẽ thể gặt hái được nhiều cái thành công, nhiều cái thành tích đáng nể hơn. Đấy. Vì thế, quý vị hãy tận dụng cái cơ hội này để gia tăng thêm cái túi tiền của mình, gia tăng thêm cái ví tiền của mình, có thể sắm nhà tậu xe trong cái ngày hôm nay. Và những người có thiên ngân quý thì bao gồm tuổi sau này. Đầu tiên chúng ta có tuổi quý hợi là 1983, đúng không ạ? Quý hợi là 1983 này, 1983 là có ngày thủy. Thứ hai là quý dậu là 1 993 có ngay thuộc kim à, quý mùi là 2003 nó cũng là thuộc mộc tiếp đến là quý tỵ là 1953 có hành thuộc thủy à, quý mão là 1963 là có ngoại thuộc kim và quý xỉu là 1973 nó có ngoại thuộc mộc đó thì đây là những con giáp được thần tài chiếu mệnh đúng không ạ vậy thì chúng ta cùng xét xem đâu là những con giáp may mắn nhất thì đầu tiên chúng ta biết là trong ngày nhâm tý thì nó có ngoại thuộc mộc mộc thì sinh hỏa vậy nên những người mệnh hỏa sẽ là con giáp may mắn đầu tiên nhưng mà trong sáu con giáp này thì không có tuổi nào mệnh hỏa Thứ hai ấy, là những người bệnh mộc đúng không ạ? Bệnh mộc của chúng ta là tuổi quý sửu và tuổi quý mùi đúng không ạ? Thì những người tuổi quý sửu sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 1. Quý mùi sẽ xếp vị trí số 2. Lý do bởi những người tuổi quý sửu sẽ may mắn hơn những người tuổi quý mùi do trong cái ngày nhâm tý thì chúng ta được cục diện tam hội là hợi tý sửu, lại thêm được gì? Được tí sửu nhị hợp nữa. Đấm ra là gì? Trong cái ngày hôm nay thì quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ được quý nhân, quý nhân sẽ tương trợ giúp đỡ, mang lại cho quý vị cái vận may Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay cũng là một cái cơ hội để giao lưu gặp gỡ, kết giao thêm được với những người bạn mới, kết giao thêm được với những khách hàng mới. Từ đó mà nó sẽ tạo ra những cơ hội làm ăn trong tương lai. Và đây cũng là một cái ngày cực kỳ tuyệt vời khi mà được thì được thần tài chiếu mệnh. Vậy nên những người tuổi xíu sẽ dễ có cơ hội là gì? Gặp được may mắn trời ban, có cơ hội được trúng số đổi đời. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi xíu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình nhé. Bên cạnh đó, những người tuổi quý mùi sinh năm 2003 hay là 1943 ấy, thì cũng sẽ gặp nhiều cái may mắn trong ngày hôm nay do được cục diện là gì? Do được gì? Thần tài là chiếu mệnh, đúng không ạ? À, mặc dù nó có cục diện lục hại đấy, nhưng mà nó vẫn cứ gặp may mắn như thường. À, vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi quý mùi cũng sẽ luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để được quý nhân tương trợ giúp đỡ à, tiếp theo những cái tuổi thần tài thì chúng ta còn những người mệnh kim và những người mệnh thủy đúng không? thì những người mệnh kim sẽ may mắn hơn do này khắc được mộc là sinh tài đúng không? mệnh kim thì chúng ta có tuổi 1963 quý mão và 1993 là quý dậu thì những người tuổi quý mão sẽ xếp vị trí số 3 quý dậu là 4 Nói chung trong cái ngày nhâm tí này thì những người tuổi quý mão quý dậu ấy, chúng ta cục diện là mão và tí là tương hình. Cái cục diện hình hại vô lễ nó cũng cũng sẽ gây ra nhiều cái chắc trở nhiều khó khăn và nhiều cái thị phi tai ách đến với những người tuổi uh, tuổi mão. Vậy nên trong ngày hôm nay thì những người tuổi mão cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ mệnh hộ thân. Bên cạnh đó thì những người tuổi dậu lại gặp cục diện gì là tương phá. Vì thế mà nó cũng sẽ gây ra những cái trở ngại nhất định Vậy nên những người tuổi dậu cũng sẽ luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tác học quý nhân là tị dậu xíu. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9019 để thỉnh cái vòng tác học quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho mình nhé. À, tiếp theo chúng ta còn tuổi 1983 là tuổi quý hợi và 1953 là tuổi quý tỵ. Thì những người tuổi quý hợi sẽ may mắn hơn. Nó xếp vị trí số số 5. Và À, quý Tị sẽ xếp vị trí số 6 Trong cái thời gian này, thì những người tuổi Quý Hợi sẽ may mắn hơn. Rất là cục diện là Hợi Tý xỉu tam hội, thì cái tam hội cùng hội cùng thuyền nó cũng sẽ đẩy nhanh cái vận trình của những người tuổi 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 Hợi. Nó sẽ gặp được những cái may mắn cắt lợi nhất định. Đấy. Còn trong cái đó thì những người tuổi Tị thì chúng ta có những người Tị đó Tị với tý là gì? Là tuyệt. Nó rơi vào cái cái cục diện là tứ tuyệt vì thế mà nó cũng sẽ khiến cho cái vận trình nó gặp trắc trở hơn. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được quý nhân tương trợ giúp đỡ mang lại cái may mắn tài lộc cho mình. À, quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho mình nhé. À, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp có cái cơ hội trúng số đổi đời trong cái ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch năm 2024 năm giáp thìn ngày dỗ tổ hùng vương ngày nhâm tý à, hy vọng những cái thông tin mà tử thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị có thể dùng làm tham khảo để gì nắm bắt được cái vận thế của mình từ đó sẽ đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn trong cuộc sống trong công việc à, giúp cho quý vị giải quyết được công việc nó thuận buồm xuôi gió thuận lợi được Hanh thông và có được nhiều cái may mắn tài lộc đến với mình à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.